đây đại gia đình họ Lâm Trần toàn tụ à, hôm nay đó là có quý khách đi từ Phú Nhuận bằng xe bus hai trạm đổi tới bến luôn, mưa tầm tã chạy tới đây hết mưa, mừng gần chết. Đó là được vợ chồng em Hương làm lại món bún bò Huế mà bao nhiêu năm chị ở xa không được ăn, và các em thì về hưu rồi. Chờ bây giờ thì thương chị Thúy làm lại nồi bún bò Huế để ta nhớ về chốn xưa và những kỷ niệm thật đẹp. Cảm ơn các em nha, vợ chồng em Hương nè, em Huê nè. Rồi, và chúc chúc mừng cho đại gia đình chúng ta luôn đầm ấm yêu thương và sức khỏe dồi dào. Xin chào mọi người. Cảm ơn chị Mai ở Singapore trở về. Cảm ơn em Hà ở bên Úc trở về. Cảm ơn tụi cháu nè, các cháu nhỏ đang làm bếp nè. Và đừng quên phó nhòm. Phó nhòm bọn Túy đi trên từng cây số đem tình thương sang sẻ đến mọi người. Đừng quên ta nhé. Hẹn ngày tái ngộ. Chào, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon.